Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Trước khi vào nội dung chính của cái video này thì quý vị hãy dành vài giây để nhấn vào nút đăng ký và nút chuông. Thứ nhất là ủng hộ kênh của chúng tôi, và cái thứ hai là để không bị bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào mà chúng tôi đưa lên. Thì giới thiệu quý vị, hôm nay tôi đang đứng ở đây là địa phận xã Phước Long Thọ, ngay chỗ cây xăng KK Petro, và cây xăng dầu KK ngay gần với lại Ủy ban Nhân dân xã Phước Long Thọ, cách Ủy ban Nhân dân xã Phước Long Thọ cách đây mấy trăm mét, khoảng 300 mét. Có một con đường mà bên hông của Ủy ban Nhân dân là rẽ ra xã Lộc An á, thị trấn Lộc An á. Thì ở đây thì ngay gần với lại khu công nghiệp Đất Đỏ, cách khu công nghiệp Đất Đỏ khoảng cái cổng á, cái đường vào cái cổng khu công nghiệp Đất Đỏ khoảng 200 mét. Đấy, ở đây là có thể nhìn thấy cái cột giới thiệu về cái khu công nghiệp Đất Đỏ ở đây. Đó, quý vị thấy đó, đấy cái cột này là cột của cái ở trong cái khu công nghiệp Đất Đỏ đấy. Đây cái tòa nhà đây này, cái nhà thép tiền chế này, đấy là trong khu công nghiệp Đất Đỏ đấy. Còn đây cách đây trên đường đây, cái đoạn ô tô đây chính là đường vào khu công nghiệp Đất Đỏ. Tức là cách đây rất là gần quý vị nhá. Thì giới thiệu với quý vị đây, một lô đất đây. Ngay gần cây xăng. Đấy, có diện tích là 30 sâu 60, khoảng 1.800 m², rất là vuông vức. Hai lô trong đó có 300 m đất ở rồi. Đấy, đất bìa hồng chính chủ và bán các thứ là ra công chứng đàng hoàng quý vị nhé. Những cái video của tôi đưa lên là hầu hết là toàn bộ là đều chúng tôi không nói gì đến giấy tờ, thì là đương nhiên là nó có giấy tờ, đương nhiên là có giấy tờ mua bán nhanh gọn. Và có những cái nào có thổ cư thì tôi nhấn mạnh là có thổ cư thôi, còn đâu nếu như không nói không có thổ cư là đất nông nghiệp, đất trồng cây thôi. Đất lúa thì chúng tôi không có, rất ít bán những cái mảnh có đất lúa, bởi vì đất lúa thì giao dịch các thứ nó cũng rất là khó khăn. Đấy, bởi vì là cái quy trình của nó có một cái loại giấy tờ là bắt buộc là phải đang sản xuất nông nghiệp thì mới đi mua bán được. Nên là những cái mảnh nào mà đất lúa thì tôi sẽ nói là đất lúa, còn không nói thì đương nhiên nó là đất trồng cây rồi, mua bán bình thường. Thì đây đất của mình từ đây đến đây đó, là 30 m sâu 60. Thì ở đây có hai lô quý vị nhé, lô kế tiếp luôn, lô này đến đây đó, đấy là hai lô ấy, cách một lô cái này đến cây xăng KK nhé, KK Petro. Đấy, và giá chào bán nó là 300 triệu một mét ngang. Mét ngang, đây là tính, người ta tính theo mét ngang. Thì 3 là 9, thì cái lô đất này là 9 tỷ. 9 tỷ một lô ha. 9 tỷ một lô, thế là lô này là 1.800 m², thì thực ra là 9 tỷ thì cũng ok, mặt tiền đường. Đây, ngay cây xăng Petro. Vậy, quý vị nào mà quan tâm thì có thể search một cái thông tin trên cái đường này mà ngay cái cổng vào khu công nghiệp Đất Đỏ là ra, hoặc là ngay Ủy ban Nhân dân xã Phước Long Thọ thì sẽ thấy được rằng là nó vị trí là như thế nào. Đi về hướng này là đi về thị trấn Đất Đỏ, còn đi ngược lại về hướng này ấy là Ủy ban Nhân dân xã Phước Long Thọ, rồi là thị trấn Bà Tô, thị trấn Bức Phước Bửu thuộc huyện Xuyên Mộc. Rồi, thì sơ bộ cho quý vị biết là hai lô ở đây. Tóm lại là ngang 60, sâu 60 luôn. 6636 ha, 3.600 m². Và giá cho hai lô này là 18 tỷ. 18 tỷ. Rồi, xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.